Hello. Hello cả nhà thân yêu nha. Bữa nay hai vợ chồng em đi vô bây giờ lái chiếc xe này, lái chiếc xe mui chằn này đi vô khu nghỉ dưỡng ở nha. Đi vô khu nghỉ dưỡng để quay cho mọi người giám sát coi hoàn thiện tới đâu nha chị. Coi công trình nghỉ khu nghỉ dưỡng tới đâu rồi, đặng mơ mốt đặng tranh thủ đặng mời mấy bà xuống chơi nè. Chút tôi giọng quay cho mấy chị coi nha. Quay tới chậm luôn. Live stream tới chậm luôn. Đó. Như bức quả tinh cá trên lúa. Đã mấy chị ơi, giờ này tháo mui chằn xuống chạy mát mẻ ghê không? Mát mẻ thoải mái mọi người ơi, thấy cảm thấy rất thoải mái. Ừ, để bên đó đó. Gác cái tay lên đó đó. Ý là không gác để xong dịnh xong cho nó thoải mái á. Ừ, cái dịnh xong cũng được, được. Lái xe đi vô khu nghỉ dưỡng nè, để coi khu nghỉ dưỡng của em đó đẹp, nó có được không? Khu nghỉ dưỡng em là nó có đẹp không và nó có được hay không? Rồi mọi người chia sẻ đi, mọi người thả like đi. Nè để này được không? Đi đâu là dập chuyến dập gì được lè gì đó. Không có biết dướng dấp gì trước mặt cái chân anh im, thì có im đi. Em là phụ nữ là cái bằng im. Mà phụ nữ mà cái bằng im. Ơi, đừng nói nữa, im đi. Mát đó mấy chị ơi, tóc cho. Bay bay trong gió đó mấy chị. Thấy tóc em bay không mọi người? Tóc xù nha mấy chị, cô gái tóc xù. Có cô gái đồ lóng lắc bầu cua lắc ba cái gà con gà mai. Thu hết tiền vô chi hoàng cháu gà. Bà đó là của anh. Ôi hồi nãy anh nói chung xuống quên quay cho mấy chị coi. Không phải quên, nhưng mà có cái là đi gấp quên, đi gấp đó. Là tại vì anh em muốn riêng tư, anh em muốn ngồi tâm sự, anh em muốn nói chuyện cho thoải mái hơn, nếu mà like thì nó bị áp lực. Đây áp là lực cái, như... cái nick mới nha mấy chị, 276 người đang coi nè. Nick mới nha mọi người ơi. Mọi người ơi, chia sẻ cho vợ chồng em đi mọi người. Mới tạo hồi lúc trưa cũng mới like này, like thứ hai. Thứ hai, cái like đầu tiên là like trưa rồi, like thứ hai. Bởi mọi người mai mốt á, nhớ bấm thích trang và theo dõi cái trang này nha. Hết em từ đây tới sẽ like cái trang này cho mọi người coi những khoảnh khắc này kia, đi chơi làm từ thiện này kia, giúp ích cho xã hội này kia, sẽ quay bên cái nick này nha. Mang lại những điều cực cho mọi người. Hà Kiều Anh giờ đỉnh của chớp hả? Quá đỉnh luôn chị ơi. Ai nói vậy? Phụng Nguyễn, chị Phụng chị Nguyễn đỉnh của trời chớp. Trời ơi, chị ơi nói nghe rồi, sắp được 400 người nữa rồi, 10 người nữa 400 người nha. Vậy mau vậy? Ờ. Thì mau vậy, chỗ 400 mấy luôn rồi kìa. Phải nói là tôi yêu củ phai lang của Lý Hoàng An hả? Ờ đâu rồi làm lỡ. Tôi yêu củ phai mì của Lý không? Hoàng An. Củ phai lang chịu củ phai mì, phai lang bự hơn phai mì. Lý phai lang bự hơn phai mì. Tào lao nghe. Củ khoai mì là bà nội nó có mấy chục ký rồi đó. Ủa chứ là khoai lang bự hay là khoai mì? Khoai mì bự mấy chị. Hỏi mấy bà đi. Phải khoai gì bự mấy chị? Khoai nào bự hơn khoai nào? Hà Kiều Anh rất giỏi. Hà của anh giỏi mà, ai giỏi em mà mấy chị. Quên. Mư thằng chồng chưa bằng em. Vô. Đúng không chồng đúng không? Đúng, đi vô chia sẻ cho vợ tôi cái coi. Nó có đức nè, nó phải cộng theo có tài. Đó có đức nó phải cộng theo có tài và nó phải cộng theo cái may mắn và giỏi giang và chịu khó vượt lên, nó cộng nhiều thứ lắm, nói chung là nó cộng rất là nhiều thứ đó. Đạp hết ra hết sốt, ai ông nội đi xuống tầm 7 tầm bả không à, tầm 7 tầm bả cái xe này chạy dữ lắm em ơi. Cái chiếc xe nó có cái nút tăng tốc trong vòng mấy bật cái bô nè, trong vòng mấy giây nó có thể đạp lên trăm mấy 200 là chuyện bình thường. Bởi vì mọi người đừng nên xuống thôi, nhưng mà mọi người mình đi chơi mà mình đi hưởng thụ mà chạy như này không gió không mát, chạy chậm thôi. Ôi ơi, bên đường, hai bên đường kìa, mấy bé kêu hai kêu anh, hai của anh. Đó, thấy mấy chị chưa, hai của anh kêu mẹ kìa. Ủa sao mà đây có fan nhí nhiều lắm luôn ta. Thật sự. Đó, cho nên là mình phải mang lại những tích cực cho những cái học những sinh. Những video tích cực. Thôi, bây giờ ta chạy từ từ để cho ta dòm ta nè. Chứ ta chạy nhanh quá, không ai biết ta là ai. Xe đẹp quá. Xe đẹp, người không đẹp hả? Vợ của em là số 1, vợ của tôi. Không hay không? Không biết đây em nhận tầm 7, tầm 3, tôi giả chặt cho mặt ông 15 cái à. Chui vô cấp xe đây ông nội đào quy lưng này ha. Hôm nay có hai ghế, không có thêm cái ghế nào quay ra sao ba. Có hai ghế rồi, có hai chồng đó. Hai đứa ngồi không ai ngồi được hết trơn. Quay ngoài trước mấy chị coi hả? Ok. Quá dòm mà anh ơi, sao mình lái xe này ta dòm với anh. Đó, đem quay. Người đàn bà giỏi quá, hai con anh rất là giỏi, hai con anh nghị lực rất là cao luôn nha. Có tới 3 chân là em đó. Cái chân chính giữa là để chổi đó, để chống chổi những cái đời cái đời mà nó dù dặt đó. Xe đã mấy chị nó. Mấy chị thấy cái nội thất không? Khủng khiếp. Mấy đứa nít bên đường la quá la mấy chị ơi. Chậm xe tư quá. Tại vì cái đường này nó thật sự luôn. Em nói thật sự nha, em mua chiếc xe này em rất là vinh hạnh. Vì sao? Ở cái thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nha. Nó chỉ có một chiếc xe thôi cho nên là mọi người phải phấn đấu nha. Mọi người phấn đấu để
mua được chiếc xe giống như Hà Vinh nè, để chạy nè, chiều để chạy hướng gió nè, chạy mát nè đó. Bây giờ đi vô khu nghỉ dưỡng, bây giờ đi vô khu nghỉ dưỡng mấy chị. À, khu nghỉ dưỡng này gần tới rồi mọi người ơi, làm đủ thứ hết trơn mấy chị, làm kiểu săn giường này kia, hồ bơi, rồi phòng tập gym, phòng karaoke, phòng sông hơi đầy đủ hết. Nhưng mà hồ bơi nhỏ nha, hồ bơi gọn thôi. Rồi mình sẽ mang, mình sẽ giống như là phòng sông hơi, quán ba, quầy ba, rồi nói chung là quơi có nè, rồi chăn, hiện tại có chăn tránh giữa để chống chọi với chai với đờ. Chống chọi dưới đời má ơi, kia chống chọi với trai gì. Bảo Trung về, anh Bảo Trung về. Anh Bảo Trung anh đi công chuyện rồi, tại vì bữa nhiều lắm. Bữa 6 bữa 7 tay, 7 tay anh xuống anh Bảo Trung xuống đây chơi với em mấy ngày lận. Cho nên là mọi người, tại vì anh em mà. Nói chung đã một khi anh hai đã nhận hạt anh là em kết nghĩa rồi thì đó là một điều là anh em là gắn bó. Đó, gắn bó. Mà anh hai tính anh hai khó lắm đó, chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà anh hai là có cái là chuẩn nhìn lắm. Được người nhìn được, kêu anh dễ thương hay là chẳng hạn như có cái gì đó mà gọi là để anh hai nhìn vào anh hai mới anh hai á, cái này là nói thật, anh hai Bảo Trung khen kêu anh là cái nét cắt là thật, không có kiểu như là người ta có sao nói vậy hả, chứ không phải lên là che giấu này kia hết. Biết khen ai không, khen giống ai không, giống Vũ Linh. Đúng rồi, khen cái bản chất á, anh Vũ Linh, anh hai Bảo Trung nói giống Vũ Linh hả? Nghệ sĩ Vũ Linh. Giống từ cái cách ăn, cách nói với cách ăn nói thì em hồ đồ hơn não gành. Anh nhưng mà tại đó. Vì em bị áp lực nhiều quá, còn cho nên là em hay nói cái cách ăn uống á mấy chị, ngồi cũng cách giống ăn uống với cái cách mà nói chuyện và xử lý á. giống như Vũ Linh. Rồi bao giờ đi quay phim chưa thì bữa một tay quay ở. Ủa gì một tay quay hả? Một tay quay đó, bởi vì anh hai kêu đem đồ lên đó. Gần tới rồi mọi người ơi, mọi người mà thấy qua một cây cầu nữa là tới nha. Tại vì khu nghỉ dưỡng ở trong đây bây giờ mọi người nói nghe nè, nếu mà mọi người thương vợ chồng em, cái nick này để em tạo những cái điều tích cực cho xã hội và mọi người và những người đang xem livestream không bị phản cảm khi những cái lời nói của em, thì mong mọi người thương Hà Quang, thương Lý Hoàng An, thì mọi người hãy chia sẻ cái clip này để cộng đồng. Tại vì cái clip này nên chia sẻ là vì sao, là tại vì nó mang những điều tích cực cho trẻ em và người lớn được coi cho được, trẻ đó. Em và người lớn đều coi được, không luôn. Có tiêu cực nữa nha mấy chị, không có tiêu cực, cho nên là mọi người nói chung á, cái clip cái hai em tạo trang này để làm những chuyện giúp ích cho đời xã hội nè, rồi quay những clip vui vẻ, không có tiêu cực, không có lên chửi lộn hoặc là không có lên nó bậy nó bạ nữa đó, là có thể trẻ em mình kia coi luôn. Còn bây giờ thấy hai quanh không, từ cái ăn mặc nè, từ cách nói chuyện không còn như trước nữa, sự thay đổi rất lớn của hai quanh, mọi người phải công nhận nha. Đó là hôm nay là thùy mỹ không? Mà mấy chị nè, rất là thùy mỹ nghe, rất dễ thương nghe. Nhưng mà bây giờ nè, bây giờ tôi vô đây tôi quay cái khu nghỉ dưỡng nè, mấy bà mà chừng nữa mà tôi mời mấy bà không xuống, tôi quánh mấy bà 15 cái cho bà coi. Nhưng mà mấy chị không có vô chọc ghẹo bà chửi nha, bà chửi mấy chị phải giật dây liền. Ê Hà Quang, trang mới có trẻ em xem này kia nha mấy chị. Nhắc tôi vậy là bắt đầu là tôi sẽ dằn xuống, dịu xuống lại. Đó mấy bà nhớ giùm tôi nha, kể từ ngày hôm nay là quay tích cực rồi nha. Tích cực thôi, vợ chồng em sẽ đi. Còn đi du lịch là làm từ thiện này kia sẽ quay lên hết, đăng hết lên những cái video lên này cho mấy chị xem. Đây là cái trang này tạo toàn những điều tích cực thôi. Đó, bây giờ đang đi vô cái khu nghỉ dưỡng của Hà Kiều Anh. Mà nói gần tới nè, qua cầu là tới liền nha mọi người, qua cầu là tới liền nè. Chắc khoảng gần 300m thôi, không có xa đâu. 300 qua cầu là tới luôn hả? Qua cầu là tới của mình rồi. Đắt em trong đây nhiều lắm mọi người, đắt em trong đây rất là nhiều luôn. Đắt em trong đây rất là nhiều luôn. Mà em là xây được cái khu nghỉ dưỡng ở đây á, thật sự em rất là mừng luôn mọi người. Cái khu nghỉ dưỡng hình như là cũng lớn trong đây á. Khu nghỉ dưỡng em đây lớn lắm á. Khu nghỉ dưỡng em đây là nói chung đầu là đầu tiên luôn. Khu nghỉ dưỡng là để cho gia đình, để cho mọi người ăn uống, tất cả những anh chị em, cộng đồng mạng, những người mà yêu thích Hà Quang, yêu mến Hà Quang bằng thật lòng. Hoặc là em sẽ mời xuống một em, lần để cho mọi người chơi, anh em đó. Bạn bè trong anh cộng em đồng, bạn bè hay là những cộng đồng LGBT, nói chung những là người có hoàn cảnh khó khăn thì sẽ đến với Hà Quang, thì Hà Quang sẽ mang lại những cái điều tích cực để cho mọi người sẽ có một cái nghị lực sống giống như em. Em sẽ nói về cái cuộc đời của em là như trời, cuộc đời của em sóng gió dùi dập nha, đủ thứ hết trơn, mọi người đã thấy rồi từ trước tới giờ, nhưng mà em không bao giờ bị ảnh hưởng gì hết. Cái đó là chỉ là một
những cái lần đó là một chuyến tới rồi nè, tới nè mọi người, tới nè, khu nghỉ dưỡng đẹp lắm, quay ngoài trước cho mấy chị coi coi, quay ngoài trước nè, mấy chị mọi người thấy khu nghỉ dưỡng em không? Đây đây tới cây xăng là tới như vậy, tới cây xăng là tới rồi đó. Đây cái khu nghỉ dưỡng này quay vô kè, quay đàng hoàng coi. Đây đó, thấy không? Ở đây thấy cái tòa nhà cao cao không mấy chị? Cái tòa nhà cao cao đó. Đây tòa nhà màu trắng và cao cao đó, mọi người thấy không? Đây là khu nghỉ dưỡng Hào Anh, Hào Tập sẽ đậu xe trước cửa nhà Hào Anh luôn. Đây tên 600 người đang xem nha. Đây tới rồi. Đang công trình đang làm gian dở, đang hoàn thiện nha mấy chị, đang hoàn thiện. Ồ mấy chị thấy chưa, xúc xắc chưa mấy chị ơi, gần nhà em luôn hả? Kế bên cây xăng nó, hả chị không? Kiểu phong cách gì kia, xuống xe các mấy chị ơi. Quay lại nè. Ui giờ mấy comment cầm bị đó, lâu lắm rồi Hào Canh mới vô đây nha. Cái nhà nữa anh Hai vô đây ở không? Anh hai Tăng có đi nữa nghe, lại đây con. Con trai thứ hai của em nè. Hello mấy cô. Hello mấy cô. Đây. Rồi bây giờ mình vô đây nha mọi người. Rồi, đi đi, ông đi theo mới được, nó lấy wifi. Ủa cái này mình đăng ký hả? Ờ. Đây, nhà mẹ lớn không con? Chú. Dạ. Đây mọi người ơi, mọi người thấy cái nhà của Hào Canh không? Hào Canh mọi người thấy rất là lâu rồi. Hòn Đông Bộ đây hả? Đây, đang xây Hòn Đông Bộ nha. Đây. Đây, cái đây là Hồ Non Bộ đang xây. Còn ở đây là đòi cái gì anh? Ờ, ở đây là đòi cát nè, đòi cát, đòi thông nè. Nè. Làm cái thông kiểu Noel đằng kia đó. Đó, nè, ở đây là trồng bông nè. Ờ, dễ thương quá. Rồi, bây giờ đi vô trong nha. Rồi, bắt đầu mình đi tiếp nha. Mọi người thấy Hào Anh sao nè, dễ thương không? Xuất sắc chị yêu ơi. Nhưng mà Hào Anh, mọi người thấy Hào Anh đâu có phe phang gì đâu ha. Không phe phang luôn đó, mình mọi người nhìn cái hàng rào thôi. Cái này là nửa làm phòng tập gym á mấy chị. Cái này là phòng tập gym để cho ông An tập gym ngoài này nè. Gym cho cái bụng bóp mở xuống mấy chị. Nè, cho chồng tập em gym tập gym ở đây. Bụng quá mở. Đây. Đó, thang máy tất cả là có thang máy. Thang máy luôn nha mọi người, thang máy nha. Làm thang máy. Thang máy luôn. Đây, bồn tắm nhà cầu được của em đây, quá trời luôn nè, bồn tắm rất là nhiều luôn nè mọi người. Cái vòng này là em với Lý Hoàng An. Trời ơi, mấy chị thấy cái quay đi. Là bà nội, quay đi, tao đi giới thiệu đó, giờ mày đứng mày chuyện gì mày đi theo làm gì á, cái con kia. Trời ơi. Rất là chim. Vậy hả? Là chim mày quay mày đang clip sao? Mày lại vậy làm gì mày? Mà mày không có được án. Ừ, còn cái kia mày có clip mày up mày ghét. Ừ. Nè. Đây. Đây ra mà sao? Đây ok. Ui có đẻ. Có chừng đứng đạp này con nè, cái này là trồng bông trồng hoa nè. Trên đường này là sẽ bông hết. Ờ đi ra trước mặt tao đó má. Ừ. Nè. Thấy không? Mọi người thấy không nè? Nhìn cái là mọi người thấy đẳng cấp chưa? Đỉnh của đỉnh chưa? Đó. Rồi họ em sẽ lên vòng vòng cho mọi người coi, em sẽ giới thiệu từng cái. Đây. Rồi bắt đầu ngoài sau nha. Cái này là khu ngoài trước nha. Chèm tên tên. Đây. Cái phòng của chị nè. Chị nữa là phòng mình ở đây trên lầu chứ. Phòng mình đây khùng. Cái phòng ở phòng mình ở bên đây nè. Hai vợ chồng mình ở bên đây. Rồi bên đây là để đồ áo phòng Mr. nè. Lớn rồi để quần áo rồi chân túi sách. Vàng bạc đủ thứ chân á. Quá đẹp chứ. Ừ. Sang quá. Đây, mọi người coi nè. Đó, rồi bắt đầu tiếp nè mọi người, đi ra đây. Đây. Cái khu ngoài này lớn lắm nha. Đây mọi người ơi. Còn cái khu ngoài này là đây em sẽ quay hồ tắm cho mọi người nha. Rồi mà nhìn đỉnh không? Dễ thương không? Đây, đang làm mọi người nè. Ơi mày đi ngoài trước đi. Quay sau lưng tao mà kiếm tao ngoài gì? Ở đây là có nghĩa là ở đây là mình mặn sẽ cái gì ta, nó có những cái nhà quê nè, rồi nhà cây nè, nhà gỗ nè, rồi để cho mọi người gì đó còn nhiều lắm mọi người, lớn lắm, cái khu này lớn lắm, Hào Canh nó thật sự mà mọi người. Đây mọi người thấy cái hàng rào thôi là mọi người nhìn cái hàng rào thôi là mọi người biết cái miếng đất em nó lớn cỡ nào. Coi nè, em đứng đây không hơi hám hết trơn nha. Đây thấy không nè, lớn lắm, để em đi quay hết cho mọi người coi luôn. Đây là bên đây là hồ tắm nè, bên đây là hồ tắm nè, nè bên đây hồ bơ, chừng nữa mẹ sẽ cho con xuống đây bơ đang làm. Ờ rồi bắt đầu chiêu mọi người biết chiêu gì không? Chiều nè xong rồi mọi người ra đây nè, em giờ này là tổ chức BBQ dừa nè, đúng không? Bây giờ này là nướng dừa nè,
với lại bí bí cô. Nó ngoài giữa đồng yên tĩnh. Chừng nữa em sẽ trồng cỏ nhân tạo ở đây hết nha. Còn đây gì ta? Đây gì em? Này làm gì vậy? Sao mới cái lỗ? Cái này nó đổ sang lắp mặt bằng lên hết. Không phải đâu, làm cái lỗ này cái gì á? Không, nhớ rồi. Nuôi cá hả? Làm cái đường mương cho cá, nuôi cá. Nuôi cá. Ờ. Làm ba cái cây này kia nữa. Đây. Đó. Rồi. Đây, mọi người thấy không? Đó, làm đường mương nuôi cá. Rồi nhưng mà sao? Chiều các mình sẽ ra đây mình nhìn đồng ruộng mênh mông. Mà mấy chị biết không, cái công trình này làm rất là tâm huyết. Mấy chị biết là cái mặt bằng này cát vào thời điểm bơm. Nè nhìn nè mọi người. Khiếp luôn. Rất là lớn không? Nè. Rất là lớn luôn, nó thật sự như một cái sân banh dạng động luôn mọi người. Đi lên lầu cho mấy chị coi đi. Bắt đầu mình sẽ quay hết ở đây. Cho nên là nếu mà mong mọi người á, mọi người sẽ thương chúc hai tình yêu hạnh phúc mấy anh phúc mấy chồng. Ủa sao sao mấy rồi? Dạ lắm chị ơi. Đây. Ủa nữa mấy chị thấy lên hoàn thiện đi, lên giường. Nè, lớn lắm nè. Làm đường mương nuôi cá, bơ xuồng được. Nửa cái con này ra đây nướng đồ nè. Con đây này nè. Mình nướng. Còn cái con này ra đây là mằng cá, mằng mắm rồi nè. Ở đây mình ca hát rồi cũng không làm phiền ai hết mấy chị. Thoải mái lắm. Không lớn thì có mọi người lớn lắm luôn, mọi người lớn lắm luôn á. Đó. Rồi, tôi mà mấy bà không xuống nghe tôi dặn mấy bà đó. Là hai bên này tụi em sẽ làm những cái nhà máy lá này kia kiểu xưa, nhà máy lá nghỉ ngơi mát. Còn bắt đầu cái lâu lâu cái mờ mọi người xuống một lần cái mình mở ra có cái hồ tắm làm quầy ba rồi kia đủ thứ hết. Quầy ba mà em thích ngoài đó đó. Ngoài hồ bơ luôn. Còn bắt đầu em sẽ lên lầu cho mọi người nha. Đi cho mọi người coi hết cái nhà nha. Và đi ra trước đi hả? Mà đi ra trước cái mày mình đợi dựng cái máy lên đi là bắt đầu mình quay bắt đầu vô khung nhà. Ồ 8 600 rưỡi. Chúc hai nè biết sao không, tại vì á hai vợ chồng em là có một cái ước nguyện rất là lớn, mong gặp những người yêu thích mình thật sự từ hồi lúc trước tới bây giờ. Từ khi mà ông An về với em là mọi người đã thích rồi, cho nên là đặc biệt em muốn làm cái điều đó bất ngờ để cho anh chị mình không thất vọng khi mà đã theo dõi hai đứa em. Để bây giờ đang làm nè, người thấy đang làm không? Ơi bên đây mà trồng chút trồng đẹp lắm nè. Nè bên đây mà trồng chút trồng tre đồ đẹp nè. Rồi mọi người chưa thả like giùm em đi, nãy giờ không thả like vợ chồng em mới mốt tôi mờ xuống chơi không thả like em dặn. Xây xong có ghé thăm không chứ cho em tặng em mời mọi người xuống mà, em sẽ mời mọi người xuống mà. Nè rộng dữ lắm mọi người, em sẽ mời mọi người xuống mà. Rồi bây giờ thả like giùm em đi. Xem tắt máy cháy đẹp hả? Ở đây là phòng Mr. Phòng của con Hào ngủ. Vậy? Phòng của con Hào. Không, cái đó con Hào không con Hào tao mà máng mấy cọng dây xuống á. Để mấy cái cọng dây xuống rồi lầm thòng đó rồi treo cái hàm răng nó lên. Đi lên. Đó, ở đây có thang máy luôn nha mọi người. Thang máy hết. Cái này là cái khu nghỉ dưỡng nha, nạo gầm nha. Còn cái biệt phủ em xây là ngoài kia riêng. Nè. Cái này là ở dưới đi con, ở dưới đi cục vàng, ở dưới đi nó chưa màn gạo. Đây. Này là một nha. Đây cái khu này là để làm gì ta? Ủa cũng phòng đó nè. Đây phòng ở nè. Rồi sao đưa cái màu lúa chứ hả? Đúng không? Sao đưa màu ngoài đấy lúa chứ hả? Ngoài này là nó không bị chạy, thế nó không bị trơn chợt á. Vậy hả? Trơn xấu rồi. Cảm ơn chị. Xuống nữa đi chị, ok. Em sẽ mời mọi người xuống nè, bắt đầu em quay nè. Cái này cái phòng em nè. Nè. Ơ không phải cái phòng em. Cái này là phòng để cho mấy bà để ở nè. Một phòng nè. Còn ở đây là phòng thay đồ nè, đã ngấp gạch rồi chứ nè, phòng thay đồ. Cái này là phòng thay đồ, còn đây là phòng tắm nè. Đâu có lâu, mở lên quá. Nè. Thấy không? Cái gạch kìa. Ui da con gì, trời ơi, đeo vô rồi. Thằng Lan. Phòng tắm rộng vô. Ý, phòng đi summer. Không, phòng tắm. Cái này là phòng thay đồ nè. Ở đây hòn non bộ nè. Đây nè. Đang xây dưới nè. Đó, thấy không? Thấy chưa? Rồi, tiếp lên trên em vậy, tiếp tục ở lầu 2 nha. Màu lứa thiệt là gì? Máu lửa thiệt hay là sao?
Rồi bắt đầu đi tiếp nha. Lầu 2. Bây giờ lên lầu 2 tiếp. Cái cầu thang làm im luôn, đi không có chừng. Cầu thang là đi cái nắp nó không cao ha. Đây, cái này là phòng xăm hơ nè. Xăm hơ mà bây giờ tôi đổi là phòng máy luôn hay gì? Phòng mở luôn rồi. Giá gạch chưa? Cao cơ gì mà cao cơ? Không, cao cơ bên kia, cao cơ bự lắm. Phòng ở chị. Cao cơ bự lắm. Đây. Rồi đây nè, phòng cao cơ nè, quay cho mọi người coi nè. Ủa cái này. Ủa cao cơ sao hồi nãy? Cao... Ủa cao cơ đâu ở? Cao cơ trên lầu gì má ơi. Sẵn cho ra cái quay cho hết luôn đi. Cái vậy? Ủa cái phòng này phòng gì ta? Ủa? Cái view mọi người nhìn ra lãm vậy. Quay cái quy đồng kìa mày. Xây ngược ra quay quy đồng kìa. Nè mọi người. Thôi, thấy chị thấy quy đồng. Lớn không? Ở đây là lớn là, lắm luôn. Là chỉ mới là lầu 2 thôi nha. À, một chợt hai lầu một tâm. Cái phòng này là phòng cái này để đi cầu, để cho đi cầu, giống như chiều mình uống cà phê mình không muốn xuống dưới thì mình ở đây, mình ngồi đây mình ngắm, mình ngồi đây mình, mình ngồi đây mình ngắm được ra đồng ruộng. Kính làm dẫn thấy đồ chứ kính không kính có nghĩa là kính. Đó, mình để mình nhìn lấy nè bắt đầu cái nhà cầu nè, nhà cầu đi sao kháng đá chứ má vô đó kháng đá chưa? Xi măng không. Mấy cha nào đái, vô có nhà cầu, cha nào đái đó nè. Cầu vô tôi là thính lắm bà vô đó. Ủa, không lẽ cái này cái phòng cao cơ chợ? Cao cơ rồi đó. Vậy là phòng này cao cơ rồi. Ủa, cái phòng này cao cơ rồi. Phòng này cao cơ rồi. Đúng rồi, cao cơ. Phòng này cao cơ. Cái phòng ở đây để cho khách ở nè. Cái phòng ở đây để cho khách ở nè nghe. Ấy phòng thợ. Này phòng thờ. Đi ra trên. Phòng thờ nè. Đó, nè. Mấy phòng như chị em không biết nữa, bây giờ em đi nãy giờ em quên rồi, mấy bà không điếm giùm em đi. Rồi lên trên đây á là sẽ bằng cái tấm kính trên đây, rồi bắt đầu mình đi lên nữa. Nè. Thấy không? Ừ. Có ngang lỡ. À. Đây nè. Ở trên đây thà là lót gạch đen gì hết mày. Nè gạch đen đẹp không? Thà là có lót gạch đen gì đi ha. Còn lót cái nãy màu xanh xanh thấy lúa quá. Thà là màu đen gì? Nè. Trời ơi. Mấy chị ơi. Mấy chị ơi. Mấy chị ơi. View xong rồi mấy chị ơi. Mấy chị ơi. View xong quá đẹp mọi người ơi. Ngồi ngồi bắt các bạn đi uống cà phê đúng đỉnh luôn vậy. Quá đẹp luôn. Nên nghiên cứu gạch lót lại đi nè. Gạch này ok mà. Không gạch này ok ờ đen. Đen mà giống như đen mây á. Còn kia một phần ít thôi. Nè. Đó. Rồi. Kính nha. Kính. Ờ nó bằng nghiêng gì đúng nè. Nước chảy xuống đây nè. Nghiêng nè, nghiêng mình đi cảm giác nghiêng luôn. Còn ở đây là có nghĩa là sẽ làm kính ở đây luôn. Cái này kêu là giếng trời. Nhưng mà làm kính luôn. Giếng trời cho thấy ánh sáng. Có nghĩa là mình làm kính luôn, đặt nhìn xuống. Làm cái giếng trời đó cái gì? Đã. À, cây xăng. Cái view đồng rồi view sông luôn. Tôi theo sở thích và phong thủy của người ta mới comment lịch sự. Cái gạch cái lót này ok. View đồng. Gạch đen đẹp sang đúng rồi. Sạch. Sạch sang đẹp. Mà mấy chị thấy đã không? Mà sau lưng á là view đồng. Còn trước mặt á là view sông. Đứng gì vô nổi kìa. Nè quay cảnh phía dưới yếu quá là sao? Ôi, cảnh vừa đứng ra nhìn ngắm đẹp lắm chị. Ôi ôi. Đồng quê rồi kia chị nhìn đúng đã. Vườn kế bên luôn. Quá đã mấy chị ơi. Quá đã mấy cục vàng ở cái view nè mấy chị ơi. Mày quay cái view mày không ta nói view thì mình view này, trời, có thấy không? Cái này mặt trời bên này bình minh hả? Hoàng hôn. Bình minh sáng mới là hoàng hôn. Cái này hoàng hôn. Hoàng hôn buông xuống trên mái đầu. Tóc xù trên mái đầu đóng gơm. Cái gì má? Nó đầu đóng gơm rồi má. Đã chặt cái mặt 15 cái. Rồi. Bắt đầu. Thang máy xuống nha. Ê quên chưa thang máy. Chưa có thang máy. Lộn lộn. Bây giờ mà đi. Đó là... Mấy chị thấy đã chưa? Má. Nhà mới làm á. Đang hoàn thiện nha mấy chị. Đang hoàn thiện. Đó. Còn một căn biệt phủ đằng kia đó chị. Còn căn biệt phủ đằng kia thì đang làm.
Cái này là một phòng ngủ nè, cái này phòng thờ nè, không tính nè. Cái này phòng karaoke nè, không ảnh hưởng đến người khách nè. Rồi cái view ngồi mà sao ngắm Ba Đồng. Ngắm Ba Đồng luôn. View ở trên lầu ngắm Ba Đồng. Ừ, thấy đã không? Mày sợ độ cao hả? Ờ. Lập kiến hết đó chị. An rất men. Em men mà. Nhà ai mà đẹp vậy chị? Dạ, nhà nhà của chị đó bé ơi. Đúng, cái phòng này nó ca chúng không chữ. Đúng, ở đây là một phòng nè, một phòng cho khách ở nè. Lót gạch này vô là thấy xu nè. Sao vậy trời, sao cái giường này xu nè. Giường lúa rồi đó. Ờ, đi một màu đi, sao đi kỳ ta. Đó mọi người thấy không? Bỏ thuốc đi chị. Ông nội mới nói bỏ thuốc, bây giờ ta lấy có thuốc, vừa lấy có thuốc ra nó kêu bỏ thuốc. Thấy rồi. Đâu có. Nó mất túi nè. Làm mấy tháng rồi chị? 2 tháng đúng không anh? Chắc cỡ 2 tháng có gì. Không xả em kêu có biết đâu. 2 tháng nữa nó không đi. Có mấy phòng, điếm coi, có nãy phòng ở chỗ anh đó. Ấy chưa có phòng nào chứ phải không? Ở chỗ một phòng rồi. Không, ở nãy là cái phòng thờ. Một phòng nè. Không, cái phòng đó. Cái gì? Phòng cái không có tính. Phòng này phòng sông hơ nè anh. Nhà sông hơ nè. Nhà phòng sông hơ nè. Là một phòng, phòng sông hơ. Cái phòng này cao cơ đúng rồi. Cái phòng này cao cơ đúng rồi. Bởi vì ta nói sao mà cái phòng cao cơ ta lạ lắm. Đây nè, cái phòng này cao cơ nè. Nè. Cao cơ rồi xong ra đây hút thuốc nè. Nè. Đó. Đúng rồi. Cao cơ hai cửa. Mấy chị cho em xin một like nha, mấy cục vàng ơi, thả like giùm Hào Canh nha chị Hào Canh. Ở dưới An còn giàu nữa. An giữ phong cách vậy nha em. Chừng nào xong ông xã? Chắc có thể là 2 tháng nữa thì mới hoàn thiện nha mấy chị ơi. 2 tháng nữa hả? 2 tháng nữa. 2 tháng nữa, ông xã nói 2 qua tháng nữa em có biết đâu. Tại vì còn rất là thôi ơi, mấy chị ơi. Rất sắc. Đẹp, màu xanh đẹp xanh. Không thà là tôi thích màu này luôn, tôi ghét này. Ở dưới thì nói gì phải vậy rồi, nó không bị trơn á, chứ tắm trơn té ra tay biến luôn á. Em cao cây quá lắm chị ơi. Em sợ chồng lắm chị, chồng em nói mấy tháng là mấy tháng à. Em bà đuổi em đi giờ. 2 phòng rồi đó. Ủa sao có 2 phòng với ta? Nó ngược 3 phòng. Cái phòng này sông hơ. Cao kê. Cái này sông hơ, còn đó cao kê. Này sông hơ. Ờ sông hơ mà. Cao kê. Cái này sông hơ nè. Một phòng ở dưới lầu nè. Sông hơ, cái này sông này hơ. Một phòng ở là 2 nè. Ừ. Cái gì? Ba cũng phòng ở, ba phòng ở. Gì hả? Ba phòng. Với cái phòng của em, phòng master của em phòng nữa. Master là một. Xây lâu rồi mà. Đúng rồi chị, xây lâu rồi nhưng mà có cái là hoàn thiện lâu lắm chị. Chị thấy cái công trình nó lớn vậy mấy chị sao mà gấp rút làm cho xong được. Rồi có vừa bụng hơn tụi em còn chỉnh sửa nên đâu phải. Chỉnh sửa lên nữa. Chuyển tiền thôi mấy chị. Còn chỉnh sửa lên nữa. Từ cái đặt hồ bơ này kia phải coi cho nó hợp đẹp này kia, đâu phải muốn làm là được đó chị. Tăng đó. Anh hai nè. Tăng nó đồ hết giờ ổi. Thôi của ta là thái. Thái ổi sao? Có chín không? Con đâu có ăn ổi được đâu. Thôi, ổi non, đừng bẻ. Đẹp quá mọi người ơi, ra trước nè mình ngồi nói chuyện cho mát mẻ coi nè. Đó. Đây em quay lại cái khu trước cho mọi người coi. Cái này là đúng nghỉ dưỡng đúng vậy, trong này nó rất là yên tĩnh. Cái này là hồ non bộ nè. Hồ non bộ. Hồ non bộ. À, hồ cá coi. Hồ cá coi. Còn cái này là ở ngoài trước này là kìa. Okay. Okay. Bữa nào đi, bữa nào cảnh qua ông Di. Quá đã. Đã không mọi người? À, cưới luôn đi chị hai em ơi.
Ôi, trong kia trái cây mình có chưa chưa đâu hả? Trong có trái cây nữa. Đi đẳng coi. Đi hả? Đi đẳng coi cho biết. Thôi má cỏ lên, má ngứa lòi lồn. Ngứa lắm. Ừ. Đây là cái nhà của anh trợ lý cũ kế bên nha chị. Nhà trợ lý cũ nè. Nhà trợ lý cũ nè, cặp nhà em nè. Trợ lý cũ mà mọi người theo dõi em chắc biết trợ lý cũ phải không? Nãy nằm sao nhìn qua đó. Gì hả? Nằm mà sao? Đó giờ bà chưa đứt ngang luôn rồi đó đi. Qua thăm trợ lý cũ cái đi. Ghé mấy lần. Tính bỏ rồi. To má rồi. Tính bỏ đi thuốc. Ở đây là để là nhà nghỉ dưỡng Hà Kiều Anh. Khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ dưỡng. Nhà nghỉ dưỡng, nhà nghỉ dưỡng Hà Kiều Anh. Nè cái mặt này nè. Cưới luôn đi chơi ơi. Em ơi, cái chuyện cưới chính xác là gì? Rồi mọi người nó nghe nè, mọi người không có em mang lại những điều tích cực cho mọi người xem mà mọi người không chịu thả like cho em. Mọi người quên, chị mua cây kiển về chồng. Chó chứ. Phong cảnh của ta là tạo phong cảnh thiên nhiên ngoài sao hết mà. Phong cảnh ngoài sao hết mà. Đó, xây tới đây. Trời, chiếc xe đẹp quá. Nói gì nói không quên chiếc xe nha. Xe đẹp quá. Hello Trịnh Phụng, đây là nít mới của vợ chồng em. Nít mới của vợ chồng em. Bây giờ có thả like cho hai đứa em không? Có đông coi coi đi như là. Uống nước đi. Có lấy tầm này. 157. Trời, nãy giờ có 157 à, quên thả like, chị yêu quên em rồi. Ngoan heo đâu có. Chị đang ở nhà xa, cặp nhà sang nè. Đâu quên đâu ngoan. Nè, nhà sáng nè. Nhà sáng với nhà chị cặp nhau nè. Biệt thự hả? Khu nghỉ dưỡng, cái này là khu nghỉ dưỡng. Khu nghỉ dưỡng đấy phải em nghĩ có gì cái mình mời những chị em ở trên mạng xã hội nè lợi chơi với mình, lợi ăn ngủ nghỉ. Em đang xây ở trong Đầu An Phước giáp với An Bình Bê. Đầu An Phước giáp với An Bình Bê. Ông xã ở. Gì? Gì không? Đó không mua là bán ngon. Nó mua bán dở. Thích chị Hà và anh lái xe sang lắm em. Chị hả Lê Nam, cảm ơn Lê Nam. Gần nhà em, chị hả? Ờ. Chị lâu lâu chị vô chị thăm cái công trình của chị xây tới đâu rồi. Cho em vé nhà Hà và anh, ai cũng cho hết trơn mà. Ai cũng đi mờ hết mà. Ai cũng mờ hết, không có riêng ai đâu. Đã tôi mời những cái người mà yêu thích tôi thật sự. Em sẽ mời những cái người mà yêu thích em thật sự mà. Em có nói rồi mà. Ôi da, em mời những người yêu thích em thật sự để tới đây chơi. Những cái này ngang này hả? Không, ngang này có 10m08 mà. 20 mấy lần. 20. Gấp đâu cái này? Mới mua hả? Thì chị cũng phải ăn. Ờ, 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 của ta 10.08, của mày 10.05, mày thu có 3 phân vậy? 3 tắc. 3 phân à, bà đổi cho tôi. 10.08. 10.05. Mấy là 10.08. Ờ, có kia 10.05. Ờ, cái xăng là bằng nhà mày đó. Nó mới xây thoải mái luôn. Thả like giùm em mọi người ơi. Chú Hùng nói xạo quá, có mờ đâu.
chưa có hoàn thành nè. Đang hoàn thiện chị, chừng nào hoàn thiện mới mờ mấy chị chứ. Chừng nào hoàn thiện mới mờ cục vàng được chứ, xong mờ chẹn, đám nói mờ là mờ mà. Nhưng mà chưa có hoàn thiện á. Chưa có hoàn thiện rồi về xuống đây ở đâu, ngủ ngoài mưa hả? Xong ra tơ chơi hả? Rồi bây giờ về chị vô lâu lâu thăm công trình vậy là được rồi chị ơi. Tăng đó cứu ra coi, mẹ lê che xe. Chắc phải tầm 2 tháng nữa mới có hoàn thiện xong hết luôn mấy chị. Tại còn rất nhiều công chuyện để làm. Ồ thấy gì đó mấy chị, gì đó còn khâu đủ thứ hết trơn mấy chị ơi. Công trình lớn mà mấy chị. Khi nào hoàn thiện rồi quay cho mấy chị xem tiếp nha. Từ ngày An về với Kiều Anh, càng trẻ đẹp, làm ăn phát tài. Nhớ thương An nhiều nha. Hoàn hôn buồn xuống trên mái đầu ngang. Ở tỉnh nào vậy chế? Hồng Ngự, Đồng Tháp. Hồng nha. Ngự vô đây khoảng mười mấy cây. Chết cha, nắng. Bà của anh còn bán kem chi nám không? Còn nha. Đặt hàng nha mấy chị ơi. Ui dồi, sao nắng chiếu tranh thế. Mát mẻ ha mấy chị. Ui xe mui chằn đẹp. Đúng rồi. Giờ này ngay cái hướng mặt trời mấy chị ơi. Hoàn hôn buồn xuân trên mái đầu còn xanh mà tim trắng lạnh. Quá hay. Chàng bữa thật màu. Lấy cái sức khỏe sao cho sống nhất. Ồ công trình mấy chị. Để nữa vô nghỉ dưỡng mời bạn bè anh chị em thân thích. Ngay đầu cầu nè em có một công máy đắt luôn nè. Ngay đầu cầu nè, sát bên nè có một công máy đắt luôn nè. Đầu cầu này nè. Sao sao chỗ nào cũng có đắt hết trơn trời. Trong kia dài, trong kia nhiều lắm. Nhưng mà tại em không quay đâu nè. Cái đầu cầu này là em có một công máy đắt nè. À, ngay cái hai mặt tiền luôn. Có công máy đắt hai mặt tiền luôn. Công máy lần. Cái đó mà mở quán nhậu hay buôn bán gì nữa bà nội còn đi bạn. Xưng hô anh em nghe chưa chú Hùng? Kêu bằng mày rồi đi. Chồng An. Em yêu chồng An. Yêu củ khoai mì chồng An. Bự thế ghê. Thả bẹt bẹt rồi nè. Chế hài của anh cảm ơn mấy chị nha. Thả mà nãy giờ chưa có được 200 like. Ồ mấy chị thả dặn, thả dặn. Thả bật 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 dữ gì mấy chị. Thúi gì hả? Thúi cá mà, cá sình nè. Thấy không? Ừ. Quá thúi hả? Ghê đậu quá kìa. Gì hả? Ghê đậu. Hà Kiều Anh đi làm tóc lại đi hả? Thôi em thích để xù xù giống con búp bê. Mấy chị nói tóc bị sơ, mà tóc mình sơ thiệt, để hấp dầu lại. Mà không phải, ta không muốn hấp dầu, ta muốn làm gì sơ, ta muốn để xù xù cho giống bế thiệt. Mà mấy chị làm lại rồi sao giống tới điên được? Tới điên tóc phải xù. Búp bê. Búp bê ha. Ừ. Búp bê, búp bê, búp bê chào mi ao. Cái mặt thấy ngon quá hả? Ngon quá chặt quá đắt à. Mua bánh xèo ăn đi chế. Tào lao ông nội đào đi lưng này ha. Giờ đang bánh xèo. Xèo đâu? Chưa chưa mới ăn giờ này bánh xèo ăn sao ngon. Bánh xèo đâu? Giờ này ăn uống gì vô. An Dương Vương. Khà khà khà. Mấy chị cừ à, thả like khắp miền đất nước luôn rồi. Dữ vậy sao Thanh Thảo? Khắp miền đất nước luôn mới chịu à. Là gì? Ý là nó thả like, thả nó giờ mỏi tay luôn á. Chia sẻ đi, ơi mấy bà chia sẻ đi. Đúng rồi, mọi người mấy chị thương em á, thương vợ chồng em á, chia sẻ đi mơ mốt để tôi làm những clip hay hay dễ thương nè cho mấy bà coi đỡ nhàm chán. Không phải như ngày xưa nữa. Anh Bảo Trung mới thăm em. Rồi anh Bảo Trung đi công chuyện luôn rồi, đi hát rồi. Rồi xong tới bữa sáu tay. Đợi nha. Chuẩn bị 7 tay anh hai xuống nữa, anh hai Bảo Trung. Chuẩn bị làm phim nè, rồi làm MV ca nhạc nữa. Hài của anh chẳng hạn mấy chị sẽ thấy chấn động luôn. Hài của anh lúc giờ chỉ hát bolero ca cổ, nhưng mà chiếc này là anh hai Bảo Trung làm một bài mix, một bài phối nhạc trẻ sôi động cho hài của anh luôn. Ngáp sao chung hát luôn. Ngáp có sao đâu, bình thường mà mình sống đã chia sẻ qua nghe. Thế giới bên kia ông nội Đào Quy Lương này tối ngày ha. Ông nội đấy ha, mà chia sẻ ở bên đây không chia đâu.
chờ ơi cái gì đó hả chị? Chờ trả báo chế Nam Hàng bây giờ gặp hàng nói hàng hàng to à, ý thì nó chờ trả báo nói ghét hàng to giờ gặp ăn hàng to đó hả? Sao chị biết ăn hàng to? Ai nói? Ai nói ăn nó lớn à, ăn chút xíu à, lớn nè à, đúng không, chút xíu chiêu à, để tay gờ coi búp bê. Đúng rồi, búp bê kỳ duyên, kỳ duyên nhưng bình luận là búp bê, nhìn như búp bê vậy, búp bê tóc xù hát xong ca với bà Anna Yến Phương hả? Anna Yến Phương là ai? Không có xong ca với ai chứ. Có việc gì cho chị làm với? Ồ, bên đây giờ đủ nhân viên chưa mấy chị ơi, có việc gì đâu. Hiện tại em chưa có kinh doanh gì mà. An nói đúng đó, hai đứa đáng yêu quá đi ạ. Cảm ơn chị nha. Bả bới tóc lên đẹp lắm vậy hả? Không, bới tóc lên sao còn xù xù nữa mấy chị. Để đó, tóc có xù xù, cô gái tóc xù mà. Xù xù là cái bù. Cái bù tối, cái bù khu. Gì trời. Đây, ấy nghe. An có thương vợ không? Có này ấy cái nha vợ. An có thương vợ không? Chưa. La dữ rồi, chạy xe la dữ rồi. Vô vùng quê mấy chị biết mà gặp chiếc xe này la vậy trời vậy đó. Là chiếc xe này, à, em chạy rất là chậm. Siêu xe. Hai à, người xong ca, giờ đây ca gì mới trời. Rồi một ngày một mở quán cà phê bên cạnh quán cơm tắm cho vui. À, luôn ủng hộ Hà Cát với An, cảm ơn mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị đi đã dành tình cảm yêu thương cho hai đứa em khem này khay. Ừ, đi chưa giờ cũng đuối mà chị thấy gì á. Mấy chị đừng có thấy kiểu như người nổi tiếng người kia khổ lắm mấy chị, nặng đầu óc lắm. Mấy chị làm một nhưng mà cái đầu người ta một ngày suy nghĩ phải nhiều chuyện, chuyện này chuyện kia. Chứ không phải là có tiền là sung sướng. Phải bỏ công sức, cái lao động, bỏ trí óc cho mấy chị. Thấy gì đó. Sáng thức dậy là tới chiều, sáng thức dậy tới chiều. Đó, vô giờ ngáp rồi đó mình ngủ rồi đúng không? Thật sự buồn. Mọi người biết sao không? Là do gì nè? Là sáng á là em 7 giờ em thức, em mới kêu ông An đi. 2 giờ chồng em đi lấy tiền rồi bắt đầu mới đưa vô ngân hàng. Đó, 2 giờ chồng em mới lấy tiền rồi đưa vô ngân hàng. Rồi xong rồi về, cảm về rồi bắt đầu cái tới nha. Về cái tới gặp anh Hai Bảo Trung xuống. Anh Hai Bảo Trung xuống xong rồi bắt đầu cái tiếp xúc với em có tài trợ một chương trình bên qua cái gì nè? Hoa hậu. Quý bà, công ty quý bà. Không phải đâu. Giáo viên thanh lịch đấy vậy. Cái gì trời, cái kiểu mà cái cuộc thi kiểu cho cuộc mấy thi để dành cho những người lớn tuổi á, người chung chung chứ không phải lớn. À, người trung niên á. Em tổ bên ban tổ chức em là người tài trợ chính. Cho nên là em muốn mang lại những cái điều tích cực cho xã hội để thấy được cái góc nhìn là mình như thế nào. Và đặc biệt đó là mình sẽ mang lại những cái gì đó để cho gọi là những quý bà lớn tuổi đó, người ta muốn đi thi mà ta không có thời gian đó. Thì đặc biệt sẽ có những người hoa hậu sẽ xuống chấm điểm ngay chung kết nữa. Mọi người không nha. Em tài trợ đó mọi người. Em không tài trợ chương trình nó không có làm. Em tài trợ chương trình mới làm nha. Mấy chị biết giờ kinh tế có khăn chung làm. Kiếm một cái nhà tài trợ. Tại vì em muốn làm cho gì đó để cho quê hương Hồng Ngự mình. Sẽ có những bà mà nhiều khi ta đẹp lão sao mà ta không được đi thi đúng không? Mọi người cho Hà Quang xin một like đi mọi người. Ừ, giờ này rất là mát, giờ này mát lắm. Cái live stream này á là sẽ mang lại những điều tích cực cho mọi người thôi. Mọi người an tâm đi, không có điều tích cực trong đây. Và đặc biệt mọi người có thể là cho con mình coi hay là ai coi cũng được. Nó không có kén lứa tuổi nha. Thật sự luôn á, ra đường mới biết là Hà Quang cái fan nhí cuồng Hà Quang rất là nhiều cho mấy chị. Mấy em bé là kia bữa đi phát quà trung thu đó mấy chị biết Hà Quang luôn, là dậy luôn. Thường 3-4 tuổi, 4 mình tuổi. Mình tưởng là kiểu như nít đó, mình tưởng đâu nít là 1-2 tuổi thì kia không biết Hà Quang, tại đó không theo dõi. Mà thấy bắn kèm nhưng mà thích những clip vui vui của Hà Quang trên TikTok đó mấy chị. Bởi từ đấy tới hai đêm sẽ làm những clip gọi là tích cực. Không có làm những clip kiểu như là tiêu cực nữa. Kiều Anh có về bên nhà ăn không? Vào nhà ăn. Nhà ăn chưa có dịp với chị, bữa không đi được à, đám giỗ một lần với bữa ba mẹ về qua được một lần hai lần cũng muốn đi nhưng mà công chuyện bên đây hai đứa quá trời nhiều công chuyện đi, không có thời gian đó chị ơi, thật sự chứ
nhà hai bên ai cũng biết trơn mà, bên gia đình em biết hết, nội ngoại biết hết, mấy chị biết mà. Đã biết chưa, đã biết hết trơn rồi, còn với chờ ngày chứ em đâu có giấu đâu, hai đứa em công khai mà, cháu dâu mà, cháu dâu đó nghe. Nội ngoại nha cũng là fan cuồng nha, nội ngoại là fan cuồng, nội ngoại là fan cuồng của vợ em, nhưng mà không có cuồng em, cuồng bà này thôi. Chưa hết rồi binh đó, đó em tập bậy bạ kia là quýnh rồi đám mà đá em đó, không được ăn hiếp dạ. Đó chị thấy chưa, hai của anh nó thường giống nha. Từ đây sắp tới hai đứa em đi làm từ thiện rất là nhiều luôn, sẽ quay lại cho mọi người giúp. Tại vì mấy đứa em nghĩ cái đồng tiền mình trời thương trời độ làm mới được, mình phải xài đúng, mình sẽ lấy cái tiền đó mình đi giúp đích cho những hoàn cảnh còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn luôn. Mình khổ nhưng sẽ có người khổ hơn mình đó, cái gì còn nhiều hoàn cảnh khổ lắm. Mấy chị đi xác thực đi cũng khóc luôn. Hài của anh là số 1, nể chị luôn chị hả. Hài của anh ok lắm, nếu mà không ok thì Lý Hoàng An không bao giờ ở tới giờ thời điểm này. Phước đức lắm mới gặp được An. Ý mấy chị nó ngược, mấy chị nó ngược nha, mấy chị nó ngược, mấy chị phải nói là Lý Hoàng An, Lý Hoàng An phước đức ba đời mới gặp được Hài của anh. Thật sự hồi lúc trước đó, em không có thích, em không thích bà này, em có theo dõi luôn, tâm sự thật cho mấy chị nghe, không thích không theo dõi luôn, gặp là lướt bỏ. Nhưng mà tiếp xúc rồi mới biết sống rất là nghị lực, cái nghị lực của bà, cái sức lao động bà phải gấp 10 lần ta, từ một người tay trắng đi lên đó mấy chị. Cái miệng thì chữ bóp chát thôi nhưng mà tốt qua rồi thôi, không có để bụng ai hết. Đặc biệt là cái tính rất là thẳng, chịch cái là phải nói liền nói cho bằng được, còn không nói là chịu không nổi đó. Bởi vì sao anh Hai Bảo Trung mới nhìn ra được cái tính đó, nên ảnh nhận làm em kết nghĩa đó. Thật sự mọi người biết anh Hai Bảo Trung mà, đúng rồi, tại vì em kêu theo giai giới chứ thật sự là đáng ra là đáng tuổi cha ông chú lận đó, nhưng mà em theo vợ phải kêu theo vợ, vợ kêu bằng anh thì em mới kêu bằng anh thôi, đúng không nè. Thấy cô lên Đà Lạt hôm bữa vậy hả? Đúng rồi, đi Đà Lạt lên mức Thanh Nhu đó. Thanh Nhu, mọi người biết cái chỗ đặc sản của Thanh Nhu không? Hai vợ chồng có cái thương tiếp đãi em rất là nhiệt tình luôn. Hai vợ chồng cũng thương em lắm, hai vợ chồng cũng thương Hà Quanh lắm. Nói chung là chị cũng nói là hẹn năm sau bắt đầu tới đám nữa là buộc Hà Quanh phải lên. Đúng rồi, hai đứa em rất là trân trọng nhau. Không phải Hà Kiều Anh có phước mới gặp được, mấy chị nói ngược không à. Em có phước mới gặp được Hà Kiều Anh, thật sự. An có phước lắm mới gặp đốn vậy, đang đúng nè. Chào cái xe gì mà cháy chạy chứ bốc kèn kiếm nội vậy. Nó thấy không, mấy chị thấy không, cái nết chạy nóng nóng tính lắm. Chào vừa. Giật dây hụi là mới được. Trang mới. Có trẻ em. Có trẻ em không có chửi bậy bạ, giả chặt vô mặt 15 cái à. Thấy không mấy chị? Giả chặt vô mặt 15 cái. Giả chặt vô mặt 15 cái à. Bữa nay chạy xe này, mai chạy xe kia. Mà cái xe này á thì đi rất chiều mới hợp lý nè, hạ mù xuống mát. Xăng nằm đâu ta không thấy xăng chứ mà. Cái gì? Xăng nằm đâu? Nè. Còn ít hả? Còn hơn phân nửa, còn ít gì? Cái đèn màu xám đó. Hơn phân nửa. Xe này chạy nói chung là cũng không ăn xăng gì mấy. Có chiếc kia bô nó nổ dữ lắm mấy chị, chiếc i8 á. Chạy tao ai cũng nhìn hết. Mấy chị thương Hà Quanh không? Mấy cũng dạng thương Hà Quanh không? Buông thả like đi. Chứ mấy chị thả like mấy chị quên đó. Mấy chị nhớ thả like thả tim cho hai đứa em nha. Thả tim thả like cho hai đứa em nha. Ừ cái này là trang mới mấy chị ơi. Hồi xưa nghe cái thời mà 2000 á. An nói chuyện dễ thương dạ. Cái thời mà 2000 tôi có người yêu chứ mà. Cái thời em 2000 là lúc đó anh mới sinh ra đời. Có người yêu mà. Cái thời 2000 bả có người yêu là em mới sinh ra đời rồi mấy chị. Nhưng mà có cái là em im đi, anh không muốn nghe nữa. Thôi mà... em đừng bằng lòng. Bây giờ là trong trái tim Hài của anh chỉ có sao? Lý Hoàng An. Ghê tởm. Dữ tợn. Hello anh Trịnh Tuấn nha. Anh gồ. Ủa, gì hả? Anh gồ. Trịnh Tuấn ơi chị. Quên.
anh Tuấn này hồi đó là dắt An giúp đỡ An nhiều lắm nha. Hồi xưa An làm đủ chuyện hết trơn mọi người. Bởi vì có được ngày hôm nay em rất là trân trọng thật sự, và biết ơn một người. Biết ai không? Cái gì biết ai? Biết ơn ai không? Đó chính là người phụ nữ kế bên em, Phạm Phi Hùng, ấy Hà Kiều Anh. Rồi cảm ơn mấy chị thả tim, thả like, chia sẻ, bấm vô thích trang cho em nha. Mọi người ơi, chia sẻ cho Hào Anh đi mọi người. Mọi người thả like giùm cho Hào Anh đi. Em biết giờ này là livestream là sái mua chợ, nhưng mà có cái là em vẫn muốn mang những cái điều tích cực để mọi người thấy được cái hướng nhìn của Hào Anh như thế nào. Mặc dù Hào Anh ít có phe fan lắm. Đúng. Thật sự ít có phe fan cái chỗ này chỗ kia, mọi người thấy không? Em xây mấy năm chờ nè. Năm mấy, hai năm rồi. Chào mọi người nha. Thả like đi mọi người ơi. Chào em đi chị, chào mấy chị nha. Bạn view thả like coi mấy bạn quên kìa. Mấy chị ơi, bấm vô màn hình thả like thả tim nha mấy chị ơi. Nói chuyện với mấy chị cũng được mà. Nói chuyện với em rồi hả, quay em. Mát không mấy chị? Mắt em bị cận. Không có thương mà theo dõi từ lúc Hà Kiều Anh còn nghèo đến giờ là biết rồi. Trời ơi, biết chị mà. Chị xạo, chị nói chị không có thương mà chị theo dõi người ta từ lúc nghèo khó tới bây giờ. Chị nói chuyện chết chiêu. Thì ta phải bén quy đông tiền sương màu. Dạ, cảm ơn mấy chị nha, thích vợ chồng chị quá. Sửa ở đâu cái nhà đó? Ủa cái đường đang làm chạy nó dằn quá mấy chị ơi. Anh An ở huyện nào? Anh An ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, ở xã Mỹ Đức. Ghê cợt. Xã Mỹ Đức có đức mới gặp Hà Kiều Anh. Xã Mỹ Đức có đức lắm mới gặp Hà Kiều Anh hả? Ừ. Hà Kiều Anh sống tình cảm lắm đó An, phải trân trọng và yêu thương chị hết cả cuộc đời. Dạ. Tôi đau. Làm cho tôi buồn. Tôi dạ. Cái đường dằn dứ dép. Chị Hà Kiều Anh còn đi Thái không? Từ hả, anh có đi Thái đâu, đi Thái không? Đi Thái đâu. Dễ thương quá với em. Đây, dễ thương không? Em dễ thương không? Đó, quay hai đứa cho mấy chị coi. Ui dằn quá. Mình từ nghèo khó đi lên sang giàu. Dạ. Sao nằm như liệt giường vậy? Nằm vậy nè, nó lấy hết được. Còn đưa nó cặn không lấy được, đúng không? Nè, đã mấy chị. An mang kính 20 thôi. Bị cặn. Ủa, bữa nay chắc đi đo kính quá. Mắt cái giờ này nó muốn cặn. Đọc cái chữ lè, mờ. Nè, quay cảnh trước. Ủa, con Hảo ta? Hảo đi. Nó chạy đi trước rồi, nó chạy trước rồi. Đó, cầu. Cầu xây xong nhưng anh không dám qua. Anh muốn đem tình trao đến em, là cô gái tóc xù con số 9. Ca đáng hậu cỡ. Hà Kiều Anh quen miệng nói chuyện chút là mày tao. Dạ chặt Hà Kiều Anh 15 cái đi An. Ok. An ơi, bữa nay thấy bụng rồi đó. Hãm lại cho đẹp trai. Yêu hai em. Bữa nay các em hơi mập cái gì? Bữa nay em hơi mập. Bây giờ thấy không? Đồng ruộng, đồng ước mênh mông. Ở đây có thể là thấy khách sạn mình á. Thấy không? Xa. Chưa thấy đâu. Đấy. Nó còn bị phúc cây á, cây cao quá. Phúc cao. Thấy xì cây đúng không? Cây cao quá. Tại của mình nó bị phúc của xì cây rồi. Mấy anh mấy chị ơi, cho Hào xin một like nha, cục vàng ơi. Thả like cho Hào Anh đi nào. Cho bác xin một like nha. Mát mẻ lắm mấy chị ơi. Thôi em đừng nặng lòng anh ta. Cho Hào xin một like nha. Bây giờ đi chơi những khoảng khắc này kia nè. Đó. Rồi khi nào mà Hà Anh lên đây mà nói tục nó bậy là kêu Lý Hoàng An giả chặt cho mặt nó mấy chị. Mấy chị thả like cho em đi, em không nói bậy nè. Dạ thẳng tay luôn.
em không nói bậy nha. Múc cái thẳng tay 15 cái. Thả like cho vợ chồng em đi, em không nói bậy đâu. Thả like đi. Bây giờ ai thương em thả nè. Một vô màn hình đó, thả đi. An dễ thương gấp tốt bụng mới gặp được Hà Kiều Anh đó An. Mình sống tốt, sống thật, chờ cho mình hạnh phúc vui vẻ. Ồ, chị bình luận hay quá. Cảm ơn chị nha. Chị bình luận hay quá. Ồ, sân đá banh gặp đá banh ghiền quá à. Dạ. Gặp đá banh nó phái quá. Thật ghét đá banh. Vậy đá bóng được không? Đá bóng, thật ghét đá banh. Tối về chơi bóng đè ha. Tối về chơi bóng đè. Ước gì tối nay bị bóng đè. Ôi đó không, Hà Kiều Anh gặp và kêu Hà Kiều Anh. Khổ thiệt quá vậy. Thấy không? Về Châu Đốc, lấy xe về Châu Đốc thôi vậy. Ok, hồi mà xe đi đò khó bây giờ. Xe đi đò xe này sao lắp luôn, sao đi qua đò đây. Xe này sao đi qua đò. Đi về Châu Đốc em phải đi qua tới hai đò lần sau ba đò. Như đó, như thường thường là có như ông An có chiếc xì bò với chiếc xe đó. Mà ông An đi đâu ít lấy xì bò. Lâu lâu lấy lần vậy chứ đi là chủ yếu là đi bằng SH. Cưng, cưng nhót quý chị. Dưới nó chạy không thoải mái đúng không? Không có thoải mái. Xì bò chỉ để đi gần thôi, đi xa không có thoải mái đâu quý chị ơi. Cái đường dằn đi xì bò này kia mệt lắm, đi SH khỏe. Cũng như xe này vậy thôi. Xe này giống như cưng vậy đó. Chứ ngồi thì cái đường xa mệt lắm, xe này đường xa mệt vậy. Mày chỉ biết siêu xe gầm thấp nữa. Tên đi cái chiếc xe màu xanh than á. Xe 7 chỗ Kia Calibre đó. Xe nó rộng thoải mái. Còn xe này chỉ để mấy em đi vòng ở đây thôi. Chỗ này nó làm sao mà kỳ. Quá. Tại cái gầm nó quá thấp. Còn cao nguyên đất cho. Sắp về tới khách sạn nha mấy chị. Ta sẽ đi ngược lên đường này. Em... lái xe không? Ta đi tập lái xe không? Lái. Ta muốn chạy chiếc bốc chơi thử. Hôm nay ta chưa chạy chiếc bốc chơi phải không? Đúng rồi. Mình chạy chiếc kia không? Đi đường này, đi đường này nè. Đường này ra ngay chân nhà mình luôn nè. Đường này ra ngay chân nhà mình luôn. Chạy ngang cái nhà 4 lầu cho mấy chị coi không? Mấy chị coi nhà 4 lầu không? Có ai giọng đâu chị hai mình đi ra ngoài coi nhà. Khỏi đi mấy chị. Đó nhà 4 lầu mà đó. Nè, quay cái nhà 4 lầu mấy chị coi nha. Cái nhà 4 tầng của em nè. Chưa. Cái nhà 4 tầng khúc trên, khúc trên này. Nè, nhà này nè, nhìn vô. Bảy khúc trên bản quán cà phê Nam Dũng mới có, cãi đó, hoài. Chờ đó, nhà mình đó. Đó, bung lợi cho ba coi cái. Đó, mấy chị thấy chưa? Nó bị phức đó, nhà 4 lầu đó mấy chị. Đây cao không chị, nó cái nhà cao nhất đó, nó, ok, rồi bây giờ Hoàng An lái xe nha, đổi tài, nó vậy thấy chưa, đó 4 lầu cao nhất ở đây luôn, khu này cao nhất, rồi bây giờ là đổi tài quản lý Hoàng An lái, bây giờ em sẽ thử cảm giác lái siêu xe. Đó, ok quý vị. Đây cái nhà em nè mọi người, cái nhà em đâu có ở đâu. Lúc trước ở mà giờ nghỉ ở rồi nè. Lúc trước ở mà giờ nghỉ ở. Từ từ. Chưa. Đi. Chưa nghe. Chặt thì đẩy nó ra sao, đẩy cái kéo, chừng nào vừa thôi. Chừng nào mình làm cảm thấy vừa thoải mái kìa, chưa còn dính cái này. Được chưa? Thuốc trên đó. Từ xa dọn. Thì làm sao tránh vừa. Cái ga bên này đúng không? Ừ. Đóng cửa. Rồi bây giờ kéo tay nào. Không có thắng tay. Tại thấy đường liền. Cái này.
bóp cái này xuống, kịch ra sao. Kịch ra sao. Rồi, buông ra. Nhả từ từ. Nổi nó chạy đâu đi. Chờ đi đi. Đừng có ớp sát quá, cái xe nó còn trong. Ngã đổ xe đường dây điện gây mất an toàn trong xe đường dây điện. 1900 1006 đi chơi, đi chơi, đi chơi. Thầy điện gì vậy? Gặp hai con ta la quá là gặp hào anh kêu với trời dễ thương quá. Miếng đất của em đó đâu? Đi đấy, chú bên kia. Đi đấy đường này phải. Qua bên đó mới là đường đó. Thả like nha mấy chị ơi. Thả like bẹt bẹt. Cho xin một like mấy chị ơi. Mấy chị bấm vô cho Hào Anh một like nha. Mấy chị coi mấy chị hay quên á. Quên thả like. Mấy chị quên thả like cho em á. Đâu đó à? Anh quán cà phê nên thích Hào Anh. Anh quán cà phê nên thích Hào Anh. Thấy lòng kêu ta không thấy con này nè, thích kêu, thích kêu, thích là kêu liền. Dễ thương mấy đứa, dễ thương quá kìa, mấy đứa con dễ thương quá à. Gặp Hào Anh phái gặp Hào Anh mấy trẻ trẻ, mấy đứa mà 4-5 tuổi 5-6 tuổi được gặp thích lắm. Hồi đó hả? Hồi đó biệt thự mấy chị. Hồi đó hồi đó làm hồi hồi đó đó mấy chị, hồi đó là học. Hồi đó là học anh không có biết là học anh có fan nhí nha. Cái sau này cái học anh đi cái học anh cảm thấy ô trời fan nhí nó gặp mình nó kêu quá trời kêu luôn. Ừ. Rồi mấy chị thả like giùm cho học anh nha. Tối nay hả của anh có like không? Lúc này em cũng làm biếng like quá à. Có cái số điện thoại dưới đó mấy chị. Cái này là khu biệt thự nha mọi người. Khu biệt thự ven sông. Ở đây em cũng có được một cặp một nền gốc, một nền thường dễ thương. Quẹo qua đây mới tới nền gốc nền thường mình. Qua đây luôn đúng không? Qua cái nền luôn nha mấy chị. Cái nền của Hào Anh nè, ở đây là khu biệt thự nè, còn đây là cái nền gốc và nền thường của Hào Anh ngay đây luôn nè, ngay tấm bảng nè, một nền gốc nền thường luôn. Cái này mà xây biệt thự cái đẹp phủ đẹp biết nhiêu nữa, một nền gốc nền thường luôn. Ở ngoài trước mặt mình là cũng có cái biệt thự đó nha mọi người.
Đây nè, cái nền gốc nền thường của em nè. Đó. Trời trời, xe cổ người bóp kèn kìa, đi qua không bóp kèn hết trơn à. Muốn đi ra không bóp kèn kìa. Nè, đối diện với em có cái biệt thự nè nè. Ha, biệt thự sang vườn dễ thương không? Đây, còn đây rác của em. Mọi người cho hai vợ chồng Hà Quanh xin một like đi, mọi người thả like bẹt bẹt đi mọi người. Thả like bẹt bẹt đi. Bây giờ về khách sạn nha mọi người ơi. Lái xe biết nhiêu tiền nó không sướng. Máy đã nhẹ là bốc, nhẹ là bốc. Từ từ rồi đi qua. Đi đừng có ngừng vậy, chạy lấy ga chứ không ngừng. Xe là ngừng quá sao tao đụng đít mình sao? Về cho mấy chị ơi, về đường Nguyễn Linh đó. Ok. Đường Lê Hồng Phong. Ô tô xe máy dạ. Là các phương tiện dụng cụ xăng dầu chất lỏng và cháy để trong nhà thì phải để ở cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt thiết bị chứa. Em cảm ơn chị. Bốn mươi mấy tuổi rồi, già rồi, 44 tuổi. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Nhà mình ở đây hả chị? Dạ. Chưa tới. Chút miếng nữa đi. Nó quẹo. Quẹo gì là sai đường. Rồi. Rồi. Vừa cái đường ta, cái đường này của ta. Em đi chơi vậy chị, em đi vòng vòng chơi với đất cục vàng. Tại vì chiều mình thoải mái, mình cảm thấy thoải mái, mình đi chơi để cho có năng lượng sống. Với em ở trong máy lạnh suốt thì em cũng muốn cần hứng một cái gió chờ. Cũng cần hứng gió chờ mấy chị. Hít thở không khí trong lành buổi chiều mấy chị. Đúng rồi. Chứ ngồi trong máy lạnh riết rồi mệt. Đầu. Bệnh viện tâm trí đây nè. À. Phòng khám đa khoa Việt Hồng. Mấy chị ơi, mấy chị cho em xin một like nha cục vàng ơi. Mấy chị cho vợ chồng em xin một like nha cục vàng. Cho xin một like mấy chị ơi. Rồi chạy đi lấy ga đi. Thơm quá ha. Bo. Bo thiệt, bo giả. Nhìn cho biết. Lấy ga đi, chạy đi. Chạy mà. Chạy thương quá. Chào anh. Không tàn trữ các chất nguy hiểm cháy như xăng, dầu, ga tại nơi làm việc và trong khu vực kinh doanh. Chớp rồi gặp xe chớp. Đá nhà anh chưa? Đừng có thắng gấp. Rồi, được rồi. Sắp đây nha. Sắp đây. Đừng lên ga.
đậu đây thử đi, đậu đây đi. Nó không có gạch mà đừng khoảng cách xa ra. Rồi, không móc cái đỏ bên kia. Lên đỏ chưa? Rồi. Cái lúc đó lên đỏ mới được. Dán vô. Rồi. Rồi. Okay. Xuống đi, từ xuống coi cửa sao. Ờ, cửa xe nó chạy ngang. Ừ, coi bên đó đó, đúng rồi. Coi để coi coi. Ôi dạ. Khoan để coi coi. Ủa chiếc Y8 đâu? Y8 ai chạy đâu hả? Ủa? Chưa tính chạy xe vô nhà rồi chạy sao? Rồi các bạn. Nè, vô nhà nói chuyện. Quay xe lên. Thôi đừng quay cái xả. Tới nhà nha mấy chị ơi. Giờ tới nhà nha mấy chị. Đi chạy vòng vòng kia chơi.